Hi, xin chào mấy bạn. Hôm nay mình sẽ quay cho mấy bạn coi ao nhà mình hôm nay kéo cá. Đây, cái ao này đây. Hôm nay sẽ kéo cá. Mình đang hết sờ đơn nhưng mà thấy hào quá phải chạy ra đây thôi. Mấy bạn theo chân mình nha. Sắp tới rồi. Không biết mấy ổng đâu nữa. Mất tiêu hết rồi. Chưa có kinh nghiệm. Mấy ông này nói có trái chân rồi. Gần đi chơi chứ gần đi đâu. Chà, ông này ú quá ha. Ú hơn cá dồi nhà mình nữa. Ráng bơi đi chứ, chú mà bơi cái hầm con chừng tháng trời là chú xuống ghế vợ chú khen liền. Đúng rồi, có đồ ăn vô vợ rồi vừa ấm nha. Cái này nhìn giống cái sông quá ta. Trời ơi nó dồn dữ quá. Không, trời luôn. Với mẹ mày lắp cái hầm này 1 tỷ đồng chưa được. Tỷ đâu mà anh tỷ, ta lắp nửa hầm thôi chứ ai lắp hết hầm. Chú lũ đầu ra đó nha. Nó chạy vô lưới hả? Đó, nó vô mấy cái bể này đó. Nó chạy rồi trong nước. Rồi nó vô cái bể đây. Nó vô mấy cái bể đó nó ốp qua đây nè. Thì chú ốp đi. Không có, tính ông vô cái bể lên trên cái bể trên này nè. Vô cái bể đi, nó ốp cái bể này trước đi, ốp bể kia. Khoan từ từ mới được chứ đâu phải là chỉ hai bơi thiệt mạnh đi. Mấy cái vô nó vô bể này không à. Ông bơi ông nổi. Con ông tiếc cái xuồng ơi, ông kéo đi rồi ông biết ông mới thấy mệt. Cái Linh hả? Dạ con gì cũng hốt đó chứ. Ngồi đây con. Thì kéo chân vô hết đi. Cái chân vô hết vô trong nó tới mé đi rồi ta hay vô trong nó mò cái. Cái chân vô trong bãi bờ hết đi nha. Trời, cứ để ra. Cái gì á? Cá nó bay kìa. Mấy con mà ở tới giờ là nó khôn lắm. Ăn gì lên coi. Cái gì mà chí đi đi. Gì dữ rồi đó. Ủa mấy ông này ốp ngộ quá ta. Ốp này lạ à nghe. Dính mấy lần thả ra đó, 2-3 con gì đâu. Thằng lát đang mít không ta, sao dục mít con gì cũng ăn chứ ta. Cũng ăn chứ, đói chết bà nó cũng ăn chứ. Hôm nay có mấy con cá gì mà đen mà giống cá mày dinh. Ông đứng chỗ này đi, tôi còn lấy cái... Cá trắng tỏ. Không, không phải. Con cá ét á. Con cá ét nó chắc bây giờ có 2kg rồi đó. Cá cóc không thấy mạo trên trời. Cá cóc nó ở dưới không mà nó không có trên đây đâu. Nó cái khúc mà ông bơi cuồng nãy. Chả ta lớn rồi, ông bơi dịnh thua bán chứ. Cái đầu đâu rồi, thấy cái đầu tôi đi bán ra. Đi qua ở cái bờ đó. Khúc dưới á. Cái lưới này ốp khúc dưới được nè. Nuôi cá sấu đó chú. Mà giờ con giải nghệ rồi đó. Có đâu coi. Chừng 2-3 công chứ gì. Không đâu. Con từ từ tôi căng diện cái nha, từ từ nha. Căng không? Căng cái nào? Căng cái nào?
từ từ đó. Động mé nó ra cái hả? Có ra. Cái gì đây rồi động cái. Hả? Cái mé đi động cái, ba giữ cái gì đây. Động nó ra ngoài rồi. Đó, còn trong đó. Còn không? Thấy cái viền sát luôn nha. Phân viền lên luôn đi, ăn được làm tới đâu phân viền tới đó vậy? Phân lên chứ không là được rồi, mò mò cái phân lên từ từ được rồi. Nít không à? Đó, chạy đó, chạy ra đó. Chạy lứ rồi. Nè nè, nó đó. Nè, nó chui đường dưới hay gì vậy? Đủ chui luôn, đá mày là vừa đó. Rồi ra đó. Giữ nha. Rồi, cái kia nó chạy. Giữ nha. Rồi, giỡn đi, giỡn lần lần đi. Chị làm cái rơi trời. Chị cắt cái gì vậy? Chị cái cây đó, bằng cái cây. Kia nó sầm sầm nó qua mấy kia nó côn quanh kia rồi. Bự quá kéo nó mà kéo là nó chạy rồi. Thì nhìn anh em cắt luôn. Rồi lấy xuồng lấy xuồng nè, lấy xuồng lấy. Nắm đâu được. Được mà. Được. Rồi nè bỏ đi. Đâu rồi cái miệng viên đâu rồi? Bỏ xuồng hắt cái xuồng đi rồi thấy. Quá giò ba mày. Con này có mấy ký ta? 4 kg. Chú ơi, hồi xưa thổi ngoài sông hết à? Dạ, với lại thổi những người giáp, những người giáp ranh đây nè, hồi xưa đất ở đây thấp, tôi thổi kiếp qua bên đất người ta trơn rồi. Ông vô trước cái. Dạ đúng rồi, hồi xưa là một hai ba bốn hầm sáu hầm như thế này luôn. Ông vô lâu vô. Từ từ. Từ từ. Đó anh ba động động nó chạy ngược lại ha. Khoan đừng cho động, anh hai động cho nó. Chặn nó tao động đây nữa là. Chưa chưa lưới chưa vô hả? Nắm tay cho anh ba. Đuối rồi, đuối rồi, anh ba rồi. Rồi vô đây. Vô đây được ok đó. Đông rồi nó đâu có mày gì. Cái vô nó đã động rồi, đông ra ngoài dưa dữ không? Cái bụi nó đâu có vô sát mà. Cái mé không à? Cái trứng vậy không kìa. Cái này cá linh này nuôi chứ cả hai, có trăm mấy gram rồi. Cái thằng nào đâm hết trơn á. Nó có bờ giật cho nó vô vô giật. Lớn luôn không có nào luôn rồi đó. Con gian cái kia thật, con gian là dở rồi. Nó không có chạy khác rồi. Là nó biến rồi. Có gì quẹ. Trời ơi, thật không không rồi chút. Oh no. Trời ơi, hầm đi con còn ba cái vô quá ta. Thất bại rồi. Đi đi đó vậy. Thất bại rồi. Làm lại lưới nữa. Đập bấm cỏ đó, rồi đập dày vô. Dính.
Con. Qua rồi. Qua rồi. Con. Con. Ở ngoài này cái nữa. Để dựng lên đi. Không ra được đâu. Đi ra ngoài. Băng là dưới lên hết. Thấy chúng đập dưới đó hả? Thấy có con quỷ gì đâu bà ba? Nãy giờ không có con quỷ gì chứ. Không, con một, ba con ký gì thôi. Thấy lá cơm nữa nè. Cái gì lót chấm chấm đâu. Rồi, giá. Tính bơi hay không ai thấy chưa nghe? Không, không được, không có một mắt hả? Nó nằm dưới nước mẹ ơi. Nó là lượng lượng thật thật mà không nó mặc gì hết nó mặc lá cái gì vậy? Ừ. Vô mấy lần thả ra qua luôn. Qua trước chắc ăn qua nặng lắm. Mưa tới rồi. Mưa tới vậy? Ừ. Cận gì mệt, có chậm thôi, cận gì mệt. Ông ngoài đó đó. Cho cái bờ trong dưới lắm nha. Nó hợp thật chóng á. Quá trời cây rồi. Quá trời góc rồi. Anh hai lại ngày nữa này. Bên giữa nè. Cho nó phóng ra. Trời ơi. Nước này lên nè. Cho mẹ hài lòng hả dạ mẹ. Vô. Vô. Khỏi. Tao kéo mấy chim ra ngoài thâu từ đi. Tại mẹ. Ép vô mấy bờ đi, ép vô mấy bờ đi rồi đuổi cá ra. Phan phan mắt rồi, mắt gốc này rồi. Quá gấp rồi. Cái cây này đâu có được nổi không nổi. Cây bán ngâm mà, cây bự. Cây này dữ lắm cái cây mà. Cây vàng quá tay. Hai ba cây luôn. Ừ. Cái gì không? Cây vàng nhiều cá lắm. Cái chân vô được trên ba. Được. Đang ăn đến mọ này thôi. Mẹ tao thâu chân vô có mắt gốc thì nói cho tao. Là tao gỡ mày khỏi mày khỏi. Thằng gì được chưa? Thằng này thằng dưới đây, đụng ra tao gỡ tao đó. Anh ơi lấy tay ra, lấy tay ra anh ơi. Cái gì tôi thả nó có mấy được. Ừ. Còn rồi.
sợ quả. Dưới này em. Hai con nữa. Mày đó, bốc ba con này đó. Mày tôi bắt cho. Ba lơm nước đi bắt cho. Rồi tao ôm nước cho. Mày lơi bắt đi. Rồi rồi rồi. Nó bỏ đâu cũng tiêu luôn mà. Đi về hả đi. Tháng đi bắt cái đi. Nằm đây đâu có đi được đâu hả? Được cái lá cũng kia đi. Về thả lại không chú? Thả lại, đúng rồi, thả lại nuôi nha. Ừ. Ừ, vậy được. Lấy cơm cái gì đó. Dạ. Ồ, đang kéo trời mưa, bây giờ phải đem dù ra. Ồ. Ồ. Ừ, con ếch này mau lớn quá ta, hồi lúc con mua có 600 gram hà. Ủa con ếch này nó ăn cái gì ta? Nó còn mắc lơi mà thượng quá. Đây dữ lắm cây. Đây giây phút hồi hộp. Có chủ thì ngon. Đang chờ đợi. Đúng không? Cái đó nhị hiệu hả? Sao? Cái này em trong ăn cỡ dài dài quá thôi coi. Cái gì mà dữ lắm sao vậy? Ừ. Dễ dày mà. Ủa, không đè hả? Ăn vợ tại mình. Rồi đó, sức rồi đó. Phóng mình hả chú? Có chè mì dinh luôn rồi. Trời ơi, nó dài quá đó. Con bay luôn rồi. Con đè đó. Rồi, giờ bắt hồn trùng rồi nè. Được chưa? Được hồn dính nữa đó. Cái này nữa rồi. Từ từ, để nó không tin, dữ quá nó không tin. Sao mà nó con đó đó. Con đó con cái gì vậy? Chép hả? Chém cỏ hả? Ừ. Đang gom cái đây thôi à. Ủa không lẽ mới nuôi mà mau lớn dữ trời. Cỏ mau lớn dữ lắm. Vô cái gì lớn lắm mà cái cây gì. Vô cái gốc rồi chứ cá gì. Nó mà gà gà mới coi đụng bây giờ có ngắt không. Từ đó cái ngàn cái chủ vậy đó hả cái chủ. Chủ nhiều dữ thằng ngon vậy. Chủ nhiều lắm. Ờ, cái ông nội ơi. Tôi lặn một cái là hai cái chủ. Ồ,
còn dữ lắm chủ rồi chị ơi. Ừ. Đâu có. Ừ. Đi hết. Chủ gì anh đâu có đông lắm. Bây giờ có đường tù mà nào. Ủa con chấm cỏ gì sao ta? Cái này chấm cái này chứ con chấm chấm đen quá rồi chứ con chấm cỏ. Từ từ mới được con ba ơi. Trời ơi, con còn rất khác à. Từ từ không gì được. Quá tả gốc rồi. Ôi vậy cá con nuôi dở lớn quá trời luôn rồi. Chép vàng. Chép đó. Còn cái này nè, từ từ không gì đi, từ từ đi. Cái dồn 10 ký đó. Đại từ từ đi. Cái dồn 10 ký hả? Ừ. Có 10 ký. Dạ. Đang đưa còn kẹt nữa đó ha. Hả? Còn kẹt kia. Ờ khoan từ từ. Đó, lâu đây đó. Từ lâu vô luôn đây. Một hai cây chắc từ từ thôi. Còn nước đâu? Rồi đó. Chứ hỏi cái này mà về nuôi nữa chắc nó bự lắm ta. Ừ. Còn cá. Còn cái sao đi. Cái dồ còn trên nha, nó chưa vô lớn nha. Trên này còn ở đâu? Đây nè, nó lội vô cái giò tôi nè. Lúc vô cái giò tôi nè. Trời ơi, ông làm. Con này có mấy ký ta? Còn con cá này đi chạy cái nè. Tội nghiệp đúng không? Nãy giờ mấy ông làm chạy cái này đó. Còn những này nè, này cái kỹ nữa nè. Nè. Thấy cây, thằng gì nó cây nhìn dưới lắm nè. Phần từ cái nhìn dưới chú ơi, dở cái giò lên đi chú ơi. Nhìn dưới đâu. Chú ơi, chú để cho nó dính lưới rồi chú đừng có ma lay lấy nó ra là nó nhảy dưới lắm. Rồi một hồi gỡ nó sao? Đó cái nhìn dưới đó đó. Thằng nhìn dưới ra đi. Từ từ hai chú đó anh hai. Dạ. Dạ lên đây mà. Lên luôn. Nó ôm gì nè. Con gì nó chảy. Cái đầu lớn lên ba là còn có đắng lên rồi. Bắt nó bỏng cái đắng á. Chấm cỏ nữa đó. Chấm cỏ con đó. Trời ơi. Từ 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 từ. À chú từ từ cái gì nó quá sâu dưới này nè. Trời ơi. Từ từ bắt ra. Cái này cái tùng rộng quá trời á. Vậy cái mới ngon hả? Rồi đem về chiếc nữa đi. Cái này đem về chiếc nữa. Cái trắng nhiều quá trời đem về đi. Đem về thả xuống liền. Cái gì trên đâu? Chị biết không? Tôi hốt đi đây luôn rồi. Cái dù đếm các loại nhiều lắm chú ơi. Rồi bảo hết trên hai miếng rồi đó. Rồi đó. Rồi. Rồi. Mấy cái bắt này được. Rồi rồi kiếm. Bắt luôn đi. Có con gì bắt nấy mà nó dính con gì bắt hết nấy. Rồi rồi bắt cái đi tao cho con. Cái lý thì mắc cái được lên. Con lâu kiến thì đừng có thả nó lại anh em. Trời nó rồi. Nó phá dữ lắm mà. Con này con. Đó, con này. Hai con này. Hai cái giò nó làm cái gì á? Con này. Vũ anh luôn đi. Vũ anh luôn đi. Không biết được, không lắm. Vũ anh luôn, anh để anh ra luôn đi. Từ từ.
Ý, chấm cỏ này đang đà lớn. Dẹp hả? Đang cũng cỡ ra đám tôi ha. Không, con đó con nhỏ đó, còn con bém bự nữa. Con là từ từ hả? Trời, con kéo riết mày dưới hầm này, con nhớ mặt cá chứ. Vô thả lại hết rồi. Ừ, thả lại chân hả? Nó dồ làm nữa. Đâu? À, còn đó hả? Có cá dồ thì không có biết hả? Nó giống như vậy. Ở đây con thấy dữ mà. Ừ. Chắc ăn mấy cái tùng á, dính gì ra vậy ta? Chơi cái gì? Đừng gỡ nó ra. Phan phan thôi, tao gỡ. Chú ơi, chú né né con cá dồ đó ra. Còn cái vô đó gì đó? Còn hai con mày ơi. Còn hai con nữa. Bụng già né né kìa. Em con đây, còn hai con nữa. Hai con. Còn hai con giòn nữa. Hai con nữa. Cô Phi, cô Phi. Cô Phi. Nằm hướng nào, thử luôn. Cô Phi cũng có lắm. Cái cô Phi bự này nằm ở đây nè. Cái bụng mày kìa. Đó, ba con nè. Ờ, rồi đụng cá thì bị dưới thằng trời chém nè. Chém lộn á. À, trời. Má chết cá này quá ta. Chạy về lẹ đi. Cô Phi đi. Cái ra bắt cái rồi luôn đó rồi. Còn cái rồi nó gì? Bắt bắt từ từ. Cô Phi. Từ từ anh ơi. Nhẹ nhẹ với nó thôi. Bắt cá vô đi, bắt cá vô đi, cái đó. Rồi ra rồi. Rồi ra rồi hết chưa? Trời ơi. Đúng rồi, mấy chị đồ diện mà không ra. Còn mày dính gỗ lên. Đây nè, cái này mới được. Từ mấy gì nè. Không hiểu cái lính này chứ. 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 Lái nè. Nè, cái vô này chạy quá trời, chết cái vô này quá ta. Không chết đâu mà. Chết, nó chết. Bị thương nặng quá trời, nặng quá, nặng hai con lận, có một con nữa kìa. Thì sao mày giữ thận chạy đâm cái này giữ thận chơi. Là mày giữ. Con này không tới đổ nữa, con không có gì cũng vậy. Đi về tôi qua cái tay kìa. Mày giá lại hả? Rồi như đây con cái này là vô cái vỏ nữa vừa nè. Cái bà đó cái bà. Mấy cái trắng chết quá rồi. Không đâu. Có mấy cái linh thiếu. Cái con đó là con mẹ con đó. Nó này là khó rộng rồi, con gì khó rộng này. Con như rộng dưới sông thôi. Con chạy vừa lỗ nó cái lớn, cái trong cái thằng lớn. Ừ. Con đi vô. Cái cá chép này, cái linh. Cá chép luôn. Con cá ép á, cá ép có bầu rồi đó, nhẹ nhàng dính thôi. Cá ép này nó lâu dưới lưới rồi, nãy mò không bọng. Nó nằm sát cái bò không à? Ừ, đúng rồi. Con bò vô bọng luôn á. Vô bọng nằm chấm á. Vậy hả? Vậy nó cũng khôn chứ. Vô cái muốn ra thì cái câu ra. Trời ơi, nó út rồi nè. Nó cà đạp này, đi cơm bán cái cửa mẹ luôn, cái cà đạp này. Nè, cái con này là cái con mà mẹ con á. Ừ. Chấm cỏ con luôn. Hồi chấm cỏ con ngu mau lớn dữ trời. Mới thả hả? Dạ. Thả nhiều kilo dữ vậy? Thả 100kg mà giờ mới còn nhiêu. 100kg cá con á hả? Ờ. Trời, còn con ngón tay không? Đúng rồi, ngón tay á. Trời, không đủ mấy con cá kia. Như là mấy con này là mỏi chân rồi. Ừ. Mỏi mấy con kia. Ừ. Sống là sót rồi. Hèn chi mấy con này nó lớn quá ha. Thôi thả cá linh có nghĩa. Thôi lỡ rồi. Nó bị dính thì chắc bay vô không được không? Bay vô. Chứ làm gì dính. Bay vô không đó. Nhớ kéo để với chuồng hai đầu. Không kình kình lọt vô lưới rồi. Những cái bài để ra ngoài đi. Để vô là banh mấy cái dãy cái này. Mấy chép vàng nãy vô hồi nào không biết luôn. Vô hồi lúc nhỏ. Bắt chút dẹo em lên cái này rồi. Ừ. Dạ, xin lỡ tiếp ổng con. Cốc uống luôn à. Quá trời ngon. Mấy con cốc luôn. Ủa mấy con ác luôn. Ừ, con ác hả? Con ác hả? Đây con cóc luôn. Có dính cóc cày không? Chưa. Nó cóc đi rồi, nó chưa bao giờ đây. Nó nói mấy ông là đố anh bắt được em. Đây rồi.
Gạch gì trong đó hả? Hả? Gạch dần đấy. Cái này giờ thả liền luôn là nuôi ngon luôn á. Chậm cái này vô lên bạn, được không? Cái này con chở mất mấy năm trời nó lớn vậy á. Giờ về chở mất cho tiếp đi. Cho nó ăn viên được không? Ờ, nó ăn viên không mà nó lâu lớn á. Có mất thôi. Mày gom mày kéo cái chân cho nó qua bển cái mày hớp cái một rồi đó. Ừ. Mày đưa cái chân nó kẹt đứt vỏ rồi nè. Rồi rồi. Mày túm rồi. Nè rồi đó theo rồi. Rồi. Cho nó về mày á cái he vàng nữa hả? Ừ. Đủ loại luôn. Đó. Nói chung là cái lưới này cũng có hai mặt của nó dính cá nhỏ luôn. Ừ. Còn cái lưới kia thì nó lòi. Rồi nhắc nó nói không? Nói không? Anh Hà tiếp mà được tiếp. Anh Hà tiếp mà được tiếp. Gãy rồi. Rồi đây là anh đây. Cái gì vậy? Rồi. Ở dưới chơi chơi. Nó đi. Vậy hả? Vậy lại vô nhiều lắm. Hồi cái thời cá còn nhiều á, rồi giờ dắt chưa đi ha, là cá mè nó đi bày chúng nhau. Cái mè trắng giờ không thấy nó hết luôn hả? Dạ. Cái mè trắng đâu còn hả? Cái mè trắng hết lâu, hết chừng 2 năm trước rồi. Không có vô, cái không vô nữa đó hả? Ừ, còn nãy cắt sốt 1-2 con nãy. 1-2 con chắc thì nó nhỏ giờ nó mới lớn, chắc mẹ thả lại đó. Yeah.